mình sẽ chỉ ra những cái điểm khác nhau giữa cái dòng bán tự động và đi bộ lái. Thứ nhất là về ngoại hình, kết cấu, thì cái điểm đầu tiên mình nhìn thấy nó chính là về cái tay cầm này. Đây chính là cái tay cầm của dòng xe năng điện đi bộ lái này, nó sẽ có thiết kế là cái nút bấm này, và đây là cái để tiến lùi và lưng hạ tiến lùi toàn bộ trên cái tay cầm này. Đây là cái để gạt, để ga, để tiến lùi đấy. Còn đây là chính là cái tay cầm của dòng xe năng bán tự động, nó không có nút bấm hay không có cái gì cả. Đây là điểm đầu tiên là mình nhìn thấy là khác nhau ở cái tay cầm đấy. Điểm thứ hai khác nhau về cái điện áp sử dụng. Cái dòng xe bán tự động sẽ sử dụng một bình ắc quy 12V. Còn cái dòng xe nâng điện đi bộ lái này sẽ sử dụng hai bình ắc quy 24V. Bởi vì một bình sử dụng cho phục vụ cho cái việc nâng hạ, còn một bình phục vụ cho cái việc di chuyển. Nó sẽ có thêm cái motor di chuyển ở dưới này. Đây là điểm khác nhau nữa này. Đây này trên cái bánh xe này nó sẽ tích hợp cái motor di chuyển trên bánh xe. Còn dòng xe bán tự động đây, ở dưới nó không có cái gì cả, hoàn toàn bánh xe như bình thường thôi. Hai bánh xe này là bánh xe chân hướng quay 360 độ. Còn trong này, chính vì là nó có cái motor di chuyển điện trong đây nên là nó phải làm cái vỏ bao này để bảo vệ cái bánh xe di chuyển. Đây là điểm khác nhau thứ hai về cái phần di chuyển và điện áp. Ngoài ra một cái điểm khác nhau nho nhỏ nữa, đây là cái dòng xe bán tự động này khi lưng hạ là nó sẽ dùng cái cần này gạt lên gạt xuống này. Đây là chìa khóa điện này, bên này là nút nguồn này, trên này nó sẽ báo điện áp này 12,6V này. Trong video nó nháy nhưng mà ngoài nó không nháy này đâu. Khi lưng hạ là mình sẽ gạt cái cần này. Còn con bán tự động này, à quên, cái con đi bộ lái bên này, đây là chìa khóa nguồn này, bên này cũng sẽ có một cái nút nguồn stop này. Đây bật cả hai thì mới có điện này, đây cũng báo điện như này. Di chuyển con này hay lưng hạ là mình phải gạt xuống nghiêng một cái góc, nghiêng một chút là được. Việc nâng hạ mới chuyển hoàn toàn thực hiện trên cái này, thì lát mình sẽ bảo anh kỹ thuật vận hành thực tế cả hai để các bạn nhìn thực tế. Về cái phần khung càng hay là về khung càng này, cả hai xe đều là càng là 1m15. Bên dưới là có hai cái chân đối trọng. Trục thủy lực xi lanh ở giữa đây. Bên này cũng thế. Còn bán tự động đây thì nó có cái phanh ở bánh xe đây. Còn dòng xe nâng điện này thì nó là phanh điện. Khi các bạn không sử dụng thì bỏ tay ra thì nó mặc định nó phanh lại. Và khi mình di chuyển thì mình bấm ga lên thì nó sẽ mở phanh và nó đi. Dòng xe Winner này bên mình có rất nhiều những cái thông số, đủ các loại thông số tải trọng và chiều cao nâng, từ 1 tấn đến 1 tấn rưỡi, 2 tấn, chiều cao nâng là 1m6, 2m, 3m.